hôm qua một người chị em đã nói với tôi rằng chị ấy thấy dạo này chị đang có những biểu hiện rất phô trương ừ chị nghĩ sao về việc này tôi cũng thấy rất là tồi tệ nhưng tôi cũng muốn giải thích lắm thực ra tôi cảm thấy mình cũng có phô trương một chút nhưng mà không đến nỗi như lời chị ấy nói đâu chị ấy cứ nói là tôi đang đưa mọi người trong hội thánh đến trước tôi và đó là con đường chống đối đức chúa trời thật sự là tôi không hiểu được chuyện này lúc nào cũng đề cao và phô trương bản thân thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Việc đó rất nguy hiểm nếu chị không nhận ra và không chịu sửa đổi. Ừ. Thật ra trước đây tôi cũng từng mắc phải sai lầm này và rút ra được vài bài học cay đắng. À, vậy à, trải nghiệm lúc đó của chị là gì? Ừ. Năm 2009 tôi đã được bầu chọn làm lãnh đạo hội thánh. Có một lần khi người lãnh đạo trên tôi đến tổ chức cuộc họp tất cả mọi người đều sẽ dây quanh chị ấy và xin chị ấy thông công về các vấn đề. tôi cảm thấy rất ghen tị với chị ấy. tôi tự nhủ trong lòng không biết là khi nào mình mới có thể thông công về lời đức chúa trời tốt như vậy. chị ấy còn được tất cả mọi người ủng hộ và dây quanh nữa. tôi nghĩ nếu được vậy thì thật là tuyệt vời. sau đó khoảng một năm, trung cộng đã phát động một chiến dịch truy bắt lớn khác ừ, và tình hình vô cùng nguy hiểm nên lãnh đạo của chúng tôi không thể đến tổ chức họp cho chúng tôi. Tôi đã nghĩ các lãnh đạo cấp cao thường xuyên chăm tưới chúng tôi, nên dù tôi thông công tốt thế nào, thì có lẽ các anh chị em khác cũng nghĩ tôi chỉ lặp lại những điều họ đã nói mà thôi. Nhưng mà bây giờ họ đã không đến nữa, nên đây là cơ hội để tôi thể hiện kỹ năng của mình. Tôi đã phải học rất nhiều lời của Đức Chúa Trời, để cho mọi người thấy tôi có thể thông công và giải quyết vấn đề tốt như các lãnh đạo thấy tôi có thể xử lý tốt mọi chuyện mà không cần tới sự giúp đỡ của họ. Rồi tôi sẽ có được sự ủng hộ và tán thành của mọi người. Vì vậy mà tôi bắt đầu dậy thật sớm để đọc lời của Đức Chúa Trời. Hơn nữa tôi còn phải dắt óc nghĩ ra điểm mấu chốt và thông công về hiểu biết mới để tôi có thể giúp đỡ mọi người. Trong các cuộc họp tôi luôn nghĩ về việc mình sẽ nói gì để soi sáng cho mọi người, để họ đều nghĩ rằng Mối thông công của tôi đang truyền cảm hứng Tôi có tố chất và sâu sắc Và họ đã nhìn tôi bằng con mắt khác Và tôi đã luôn để cho các anh chị em khác Chia sẻ những mối thông công của họ trước tiên Rồi sau đó tôi mới nói ra hiểu biết của mình Để cho mối thông công của tôi Là toàn diện và rõ ràng nhất Có một lần trong một cuộc họp đồng sự Tôi phát hiện có vài trưởng nhóm lười biếng Và vô trách nhiệm trong việc thực hiện bổn phận của họ làm việc thì lại chậm tiến độ việc này khiến tôi thấy hơi lo lắng tôi nghĩ rằng mình phải tìm lời đức chúa trời để cho họ thấy xu hướng công tác của ngài thúc giục họ thực hiện bổn phận và rồi bọn họ sẽ biết rằng mối thông công của mình đã giúp họ giải quyết được vấn đề tôi đã đọc cho họ vài lời đức chúa trời về việc hiểu công tác của ngài trong thời kỳ sau rốt sau đó tôi đã lập tức hắn giọng và nói bây giờ đức chúa trời đã xuất hiện và bày tỏ lẽ thật đây là cơ hội vô giá và tuyệt đối không thể bỏ lỡ để được làm cho hoàn thiện nếu như chúng ta coi nhẹ mọi việc và lãng phí thời gian chểnh mãn trong bổn phận thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để trở thành những người đắc thắng và chắc chắn sẽ rơi vào thảm họa khóc lóc và nghiến răng khi tôi càng lúc càng nói hăng say hơn các anh chị em có vẻ cũng chăm chú lắng nghe hơn họ nói với tôi là sau này họ sẽ không chểnh mãn nữa và sẽ cố gắng thực hiện tốt bổn phận lúc đó có một chị đã xúc động nói rằng chị ấy đã đọc được đoạn lời này của đức chúa trời nhưng không thật sự hiểu lắm mối thông công của tôi đã cho chị ấy cảm giác cấp bách chị ấy sẽ không làm việc qua loa và cũng sẽ không tìm kiếm sự an nhàn trong bổn phận nữa mà sẽ cố gắng dốc hết tâm sức vào mọi công việc tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi chỉ nhắc lại những gì lãnh đạo khác đã nói nên tôi đã nói họ ờ à, chúng tôi thật sự cần phải suy ngẫm lời đức chúa trời và giờ trong hoàn cảnh khó khăn này không lãnh đạo cấp trên nào có thể đến hợp được với chúng tôi không ai có thể chăm tưới chúng tôi thì chúng tôi phải cầu nguyện với đức chúa trời và nghiêm túc suy ngẫm lời ngài rồi ngài sẽ dẫn dắt và soi sáng chúng tôi sau khi nghe tôi nói vậy một người chị em đã trầm trồ nói với tôi ai chị thật sự là có tố chất và hiểu được lời đức chúa trời tôi không có được hiểu biết sâu sắc như chị vậy là họ thực sự đã nể trọng chị đúng vậy tôi đã nói đức chúa trời không ưu ái ai và việc mà chúng ta cần làm đó chính là trả giá nhưng trong lòng tôi đã thầm tự thỏa mãn ừ có vẻ những nỗ lực của tôi đã không uổng phí chút nào cả và tôi có thể giải quyết vấn đề thực tế tôi muốn tiếp tục làm như vậy để cho tất cả mọi người còn ngưỡng mộ tôi hơn nữa sau đó có một lần một chị đã nói rằng gia đình của chị ấy đã tin vào những lời dối trá của trung cộng họ sợ chị ấy bị bắt nên không cho chị ấy đi hợp hay thực hành lẽ thật chị ấy đang có khoảng thời gian khó khăn và chị ấy cũng không biết phải làm sao để vượt qua được tôi đã chia sẻ cách mà tôi đã nhận ra thủ đoạn của con rồng lớn sắc đỏ về chuyện tôi đã bỏ học ngành y thế nào và cách tôi vượt qua sự ngăn cản của gia đình để thực hiện bổn phận tôi cũng kể cho họ nghe việc mình đã phải chịu khổ thế nào tôi đã kể với rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn tôi nói rằng lúc đó các lãnh đạo lớn đã coi trọng và đào luyện tôi tôi đã học được điều gì và trưởng thành thế nào tôi đã thấy đức chúa trời thật sự không ưu ái ai nhưng nếu chúng ta thật lòng dân mình thì ngài sẽ ban phước cho chúng ta sau đó có một số anh chị em trong hội thánh đã tới nói với tôi rằng tôi còn trẻ như vậy mà đã dám từ bỏ mọi thứ gì bổn phận đúng là điều không hề dễ dàng nếu so với tôi thì khó khăn của họ chẳng đáng kể chút nào hết và họ cũng vẫn chưa tìm kiếm đủ mặc dù tôi nói chính lợi của đức chúa trời đã cho tôi sức mạnh để tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì ngài nhưng thật ra tôi cảm thấy mình đúng là một người giỏi mưu cầu chính vì vậy sau khi cuộc họp kết thúc các anh chị em đã bắt đầu ngưỡng mộ tôi hơn tôi cũng thích cảm giác khi mình có được sự tôn sùng của anh chị em, tôi đã chăm chỉ chuẩn bị lời đức chúa trời hơn. Tôi còn cố gắng nghĩ cách thông công thế nào để được anh chị em ngưỡng mộ hơn nữa. Trong các cuộc họp sau này, uh, bất cứ khi nào có anh chị em nào đó nhắc đến khó khăn trong cuộc sống của họ, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra đoạn lời đức chúa trời phù hợp. Mọi người sẽ khen ngợi mối thông công của tôi và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế của tôi. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, có lẽ mình thật sự có tố chất tuyệt vời và thông công tốt. Kể cả không có sự giúp đỡ của các lãnh đạo, mà một mình tôi vẫn có thể giải quyết vấn đề của mọi người. Tôi cũng đã từng như vậy đó. Vô trương tố chất của mình và vô trương việc tôi đã phải chịu khổ thế nào vì bổn phận. Suốt thời gian đó tôi cứ mãi chìm đắm trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Ừ tôi cũng từng giống y như chị tôi thấy rất tự hào về bản thân mình sau khi đi thăm các hội thánh tôi luôn cảm thấy mình đã giải quyết được nhiều vấn đề và mọi người đều rất thích nghe tôi thông công tôi nghĩ là mình thật sự có khả năng làm được công tác thực tế lúc đó tôi luôn muốn kể lại tường tận cho các đồng sự nghe để họ thấy được mối thông công của tôi hiệu quả như thế nào vì vậy tôi đã kể họ nghe về việc tôi đã thông công về lời đức chúa trời để mà giải quyết vấn đề của mọi người thế nào như thể là chuyện đó vô cùng ghê gớm càng lúc tôi càng nói sôi nổi trong khi mọi người chăm chú lắng nghe và họ ghi chép lại rất cẩn thận chi tiết từng lời lẽ một họ còn hỏi tôi là hey, tôi đang nói về đoạn lời nào của đức chúa trời vậy vì họ sợ bỏ lỡ chi tiết chị lý đã nói với tôi thiệt tình chỉ có tố chất và thông công rất tốt dù dạo gần đây các lãnh đạo không đến đây được nhưng chị vẫn duy trì các cuộc họp của chúng ta tôi thấy là mối thông công của chị đã cải thiện rất nhiều nếu như không có các cuộc họp thường xuyên của chị chúng tôi cũng không biết sẽ thông công với người khác như thế nào nữa chị ấy tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ tôi nghe thấy như vậy trong lòng tôi thậm chí còn vui hơn chị ấy nữa tôi thầm nghĩ cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy năng lực của tôi lặp lại điều người khác nói là vô nghĩa tôi có thể giải quyết vấn đề đó mới là kỹ năng thật sự sau đó các đồng sự của tôi hễ họ có bất kỳ vấn đề và thắc mắc gì đó thì đều tìm đến tôi để cùng tôi tìm kiếm tôi đã dùng lời đức chúa trời nhằm để thông công giải quyết vấn đề và khi nhìn thấy vẻ mặt tôn trọng của họ tôi cảm thấy mình là cái rốn của vũ trụ từ đó trở đi tất cả mọi người đều đối đãi với tôi rất nhiệt tình. Vào cuộc họp tiếp theo, một chị trong hội thánh vừa nhìn thấy tôi đạp xe đến, thì vội vàng chạy ra giúp tôi đậu xe. Khi tôi bước vào, thì tất cả anh chị em liền dây quanh tôi. Nhờ tôi giúp đỡ xử lý vấn đề này nọ, hỏi cách để giải quyết một tình trạng nào đó. Tôi đã giúp tất cả bọn họ mà không biết mệt mỏi. Tất cả mọi chuyện cứ diễn ra như vậy có một số anh chị em hầu như đã không còn cầu nguyện hay là tìm kiếm lẽ thật mỗi khi gặp vấn đề mà chỉ muốn đến tìm tôi để xin lời khuyên thôi kể cả người cộng sự của tôi và các đồng sự khác cũng chỉ chờ tôi thông công xong rồi mới xử lý việc bất cứ chuyện gì cũng nghe theo lời khuyên của tôi hết à, vậy thì vào lúc đó chị có nhận ra vấn đề là gì hay không vẫn chưa tôi vẫn thấy rất hài lòng với bản thân tôi chỉ cảm thấy bản thân thật là tuyệt vời rằng tôi là nhân vật trung tâm trong hội thánh này có lần một đồng sự nói rằng có một chấp sự phúc âm trong hội thánh nọ rất là ngạo mạn anh ta không làm theo nguyên tắc và không chịu nghe ai cả tôi đã nghĩ lời của đức chúa trời rất có thẩm quyền dù ngạo mạn đến mấy anh ta cũng phải nghe lời ngài tôi nghĩ mối thông công của họ đúng là không tốt Việc thực hiện công tác của hội thánh đó rõ ràng là cần phải tìm một người giỏi hơn. Nên tôi đã quyết định đích thân đến đó để họ có thể học được cách giải quyết các vấn đề từ tôi. Vì vậy, tôi triệu tập cuộc họp cho các chấp sự và tôi đã rất nghiêm khắc khi tôi đọc lời Đức Chúa Trời về sự ngạo mạn cũng như là cứng đầu của tất cả những kẻ địch lại đấng Christ. Tôi thấy người chấp sự Phúc âm đó ngồi sang một bên, cuối đầu như một tên tội phạm đang bị kết án. Vào lúc tôi nhìn thấy điều đó, tôi càng thấy thích thú hơn với khả năng tìm lợi đức chúa trời. Tôi đã đánh trúng mục tiêu của mình. Sau đó tôi đã phân tích bản chất hành động của anh ta và cũng như những hậu quả không thể tránh khỏi nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy. Người chấp sự đó đã rất ngoan ngoãn thừa nhận rằng anh ta đã sai rồi và nói rằng từ giờ muốn bắt đầu làm theo nguyên tắc. Tôi thầm nghĩ trong lòng những người như anh ta cần được xử lý bằng những lời cay nghiệt nhất của đức chúa trời khi tôi quay trở về và gặp mọi người trong hội thánh của tôi thì tôi đã ngay lập tức nói với bọn họ về chuyện mối thông công lúc nãy của tôi đã thuyết phục được người chấp sự đó và tôi đã mô tả lại một cách cực kỳ chi tiết toàn bộ việc đó mọi người trong hội thánh bị ấn tượng bởi khả năng tìm đúng đoạn lời đức chúa trời của tôi và tôi đã rất quan hỷ cảm giác như mình đã có được thực tế lẽ thật và không gì trên đời có thể làm khó được tôi nhưng sau khi cuộc họp của chúng tôi kết thúc tôi đã cảm thấy rất sốc khi nghe trưởng nhóm nói lại rằng sau cuộc họp với tôi vừa rồi một người chị em đã tới gặp anh ấy và nói đấng Christ đã đến các hội thánh để chăm tưới và chăn dắt mọi người mối thông công của tôi lại hay như vậy liệu tôi có phải là đức chúa trời không hả Vậy là việc này thật sự nghiêm trọng Đúng vậy Nghe xong tôi liền cảm thấy sốc vô cùng Sao chị ấy có thể mù quáng vậy chứ Tôi rõ ràng chỉ là một con người bại hoại thôi mà Nên tôi đã ngay lập tức thông công Về sự khác biệt giữa thực chất của Đấng Christ và con người bại hoại Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất bất an Chẳng lẽ tôi đưa mọi người đến trước mình thay vì Đức Chúa Trời Sao lại vậy? Mối thông công của tôi là về lời của đức chúa trời mà nhưng rồi tôi lại suy nghĩ rằng chắc vì chị ấy là tín hữu mới cho nên chị ấy mới không hiểu về lẽ thật hầu hết những người khác đều ủng hộ tôi và thích mối thông công của tôi bởi vì họ cảm thấy là chúng đã giúp ích được cho họ sau khi tôi suy nghĩ như vậy tôi đã không quá coi trọng chuyện đó và không tự kiểm điểm bản thân xem mình đã làm gì sai mà cứ tiếp tục như vậy, nỗ lực tiến về phía trước, say sưa trong sự khen ngợi và ngưỡng mộ của mọi người. Đó là một con đường cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy. Thấm thoát đã đến tháng 3 năm 2010. Khi tôi đến nhà một người tiếp đãi thì bỗng nhiên xuất hiện vài cảnh sát mặt thường phục đang ở đó, đòi bắt tôi vì tội buôn ma túy. À. Sau đó khi họ nhận ra tôi không phải là người họ đang truy lùng, họ liền thả tôi đi nhưng mà bọn họ cũng đã có chút nghi ngờ về tôi để có thể bảo vệ các anh chị em khác trong hội thánh hội thánh đã tạm thời đình chỉ bổn phận của tôi và dặn tôi không được liên lạc với người khác ừ. lúc đầu thì có một người chị em làm việc chung với tôi ở hội thánh tối nào cũng đến để hỏi tôi về các vấn đề phát sinh trong hội thánh chị ấy đi bất chấp nguy hiểm sao đúng vậy chị ấy nói rằng khi chị ấy thông công với người khác thì họ đã tỏ ra rất coi thường chị ấy ờ chẳng thèm đá động gì tới chị ấy chị ấy cảm thấy không thể nào tự mình xử lý mọi việc của hội thánh nên thấy rất buồn lúc đó tôi vẫn không tự kiểm điểm bản thân mà cứ thông công về lời đức chúa trời với chị ấy khuyên chị ấy đừng lo về thể diện mà hãy cậy dựa vào đức chúa trời đồng thời nói cho chị ấy cách thông công để giải quyết những vấn đề đó tôi đã tự hỏi rằng tôi có nên nói với lãnh đạo về việc tình trạng lúc đó của tôi chắc không nghiêm trọng đến mức khiến tôi không thể tiếp tục thực hiện bổn phận được vì công tác của hội thánh thật sự không thể nào thiếu tôi nhưng sau đó vài ngày chị ấy nói rằng lãnh đạo đã xử lý chị ấy vì đã tân bốc tôi quá đà và cái gì cũng hỏi tôi cả mà không tập trung tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và không có đức chúa trời trong lòng ừ. và vì lãnh đạo đó đã nói về bản chất và những hậu quả của việc đó ừ. và nhấn mạnh rằng không ai được liên lạc với tôi phòng khi cảnh sát đang theo dõi tôi tới lúc đó tôi đã nhận ra rằng việc tôi bị đình chỉ bổn phận thật ra không phải là ngẫu nhiên mà là cơn thịnh nộ của đức chúa trời giáng xuống tôi ngài đã sắp đặt mọi chuyện để tước đi việc phụng sự của tôi tôi đã đến trước đức chúa trời để phản tỉnh lúc đó mọi khoảnh khắc anh chị em khen ngợi tôi và khi họ khao khát mối thông công của tôi đều đã lần lượt hiện ra trước mắt tôi tôi đã suy nghĩ thật kỹ và tự vấn rằng việc anh chị em ủng hộ tôi có phải là vì mối thông công của tôi thật sự tốt và hữu ích không nếu đúng thật là như vậy thì tại sao sau ngần ấy thời gian các anh chị em không một ai hiểu được lẽ thật hay có thể làm việc theo nguyên tắc chứ khi gặp rắc rối sao họ không cầu nguyện và cậy giữa đức chúa trời mà họ lại cứ nhờ đến tôi chứ không phải tôi đang chiếm địa vị của đức chúa trời sao đến lúc đó tôi mới bắt đầu cảm thấy hoang mang và sợ hãi ừ trong khi tự suy ngẫm về những điều này tôi đã đọc được hai đoạn lời của đức chúa trời tôi đọc cho chị nghe nha ờ được đối với hết thảy các ngươi tất cả không chừa ai nếu như một hội thánh được giao cho các ngươi không ai giám sát trong sáu tháng thì các ngươi sẽ bắt đầu lạc lối nếu không ai giám sát ngươi trong một năm thì ngươi sẽ dẫn nó đi thật xa và sẽ lạc lối nếu như hai năm trôi qua mà vẫn không có ai giám sát thì ngươi sẽ đưa mọi người đến trước ngươi tại sao mọi chuyện lại như vậy các ngươi đã từng cân nhắc về vấn đề này chưa có thể nào các ngươi lại vậy sự hiểu biết của các ngươi chỉ có thể chu cấp cho mọi người trong một khoảng thời gian nhất định thời gian trôi qua nếu ngươi cứ nói mãi những điều tương tự thì một số người sẽ nhận ra được điều đó. Họ sẽ nói người quá nông cạn và quá thiếu chiều sâu. Người không có lựa chọn nào ngoài việc lừa dối mọi người bằng cách giảng các giáo lý. Nếu người luôn tiếp tục như vậy, thì những người dưới người sẽ làm theo các phương pháp, cũng như làm theo các bước, làm theo các kiểu mẫu đức tin và trải nghiệm của chính người, đưa vào thực hành những lời và giáo lý đó. Cuối cùng, khi ngươi cứ tiếp tục rao giảng, họ sẽ xem ngươi như một gương mẫu. Ngươi dẫn dắt việc nói về giáo lý, nên những người dưới ngươi sẽ học các giáo lý từ ngươi. Khi mọi thứ tiến triển, thì ngươi chắc chắn sẽ đi sai đường. Những người ở dưới ngươi sẽ đi bất kỳ con đường nào ngươi đi. Họ sẽ học hỏi từ ngươi và đi theo ngươi. Vì vậy, ngươi sẽ cảm thấy bây giờ mình thật là quyền lực. Rất nhiều người lắng nghe lời mình. Hội thánh hoàn toàn bị mình sai khiến. Bản tính phản bội này trong con người khiến người bất giác biến Đức Chúa Trời thành một bù nhìn đơn thuần. Sau đó chính bản thân ngươi sẽ hình thành ra một kiểu giáo phái nào đó. Những giáo phái khác nhau ra đời như thế nào? Chúng ra đời theo cách này. Tất cả những ai đang xuống dốc đều tự đề cao và làm chứng cho chính mình. Họ đi khắp nơi khoe khoang về bản thân và tự đề cao và họ đã không hề coi trọng đức chúa trời những điều ta đang nói các ngươi có trải nghiệm qua chưa có rất nhiều người không ngừng làm chứng cho chính mình tôi đã đau khổ như thế nào tôi đã làm việc như thế nào đức chúa trời đối xử với tôi ra sao ngài đã yêu cầu tôi làm như vậy ngài đặc biệt đánh giá cao tôi và bây giờ đây tôi đang như thế nào họ cố tình nói bằng một giọng điều nhất định theo những tư thế nhất định vài người rốt cuộc ngộ nhận những người này là đức chúa trời một khi họ đạt đến mức đó đức thánh linh đã từ bỏ họ từ lâu rồi mặc dù trong lúc này họ bị phớt lờ và không bị khai trừ nhưng số phận của họ thì đã được định sẵn những gì họ có thể làm là chờ đợi sự trừng phạt ừ. những lời phán xét của đức chúa trời đối với tôi từng lời từng chữ thật thấm thía một cảm giác sợ hãi đã bao trùm lấy tôi tôi nhận ra bản thân mình đúng như những gì lời đức chúa trời đã mô tả mỗi khi tôi thông công về những lời của đức chúa trời khẩu khí và kiểu trình bày của tôi giống y hệt như vậy truyền đạt cho người khác hiểu biết theo nghĩa đen của tôi về những lời của đức chúa trời và theo hiểu biết về giáo lý của tôi tôi còn khuyên bảo họ nên làm việc thế nào và phải thực hành điều gì từ đó anh chị em đều xem mối thông công của tôi là tiêu chuẩn mà không tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời nữa và đều chờ đợi mối thông công của tôi. Tôi luôn chia sẻ trải nghiệm của mình, tận dụng mọi cơ hội để tiến lên phía trước, nói quá về việc hy sinh và chịu khổ của tôi, hòng để cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tôi. Chẳng phải tôi đang tự đề cao bản thân và phô trương để đưa mọi người đến trước mình sao? Đức Chúa Trời cất nhắc tôi làm lãnh đạo để tôi có thể tìm kiếm lẽ thật, hồng giải quyết vấn đề tôn cao và làm chứng cho đức chúa trời, để tôi đưa mọi người đến trước ngài. Nhưng mà tôi lại muốn có chỗ ở trong lòng mọi người. Cho nên hàng ngày tôi đã luôn đọc lời đức chúa trời, không phải để tìm kiếm và thực hành lẽ thật để giải quyết vấn đề của riêng tôi, mà để trang bị cho mình kiến thức về mặt chữ nghĩa, hồng để phô trương chúng trước mặt người khác. Tôi đã dốc hết tâm tư và giác óc để nghĩ ra những hiểu biết mới lạ hơn và lập chiến lược để là người thông công cuối cùng và là người tổng kết lại mọi thứ để nhìn tôi có vẻ thông minh hơn tôi dùng việc giải quyết vấn đề làm cơ hội để cho mình có thể phô trương và khiến các anh chị em khác tỏ ra ngưỡng mộ tôi rồi tôi cứ đắm chìm trong địa vị của mình tôi còn có thái độ trịch thượng dùng lời đức chúa trời để phán xét những người khác nghiêm khắc ra lệnh người khác thực hành lời Đức Chúa Trời để thiết lập thanh thế cho chính mình. Tôi chỉ là một loại thọ tạo, là một con người bại hoại. Vậy mà để có được sự ngưỡng mộ của người khác, tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời với thái độ như mình là Đức Chúa Trời, phán xét mọi người bằng những lời nghiêm khắc của Ngài, để họ cúi đầu trước thẩm quyền của Ngài. Tôi đã làm như thế mình là Đức Chúa Trời. Tôi đã không hành động giống như con người mà giống một con quỷ, giống như sa tăng hơn. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình đã tà ác và vô liêm sĩ đến mức nào. Tôi không chỉ là một người bại hoại bình thường, mà còn là quỷ sa tăng sống nên bị nguyền rủa dưới địa ngục. Vậy mà tôi vẫn có thể trơ trẻn phô trương với tất cả các anh chị em về khả năng thông công và giải quyết vấn đề của mình. Vì vậy khi các anh chị em khác gặp phải vấn đề trong cuộc sống thay vì cầu nguyện Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật thì họ lại chỉ chờ tôi giải quyết giùm thôi. Thậm chí, cả khi bổn phận của tôi bị đình chỉ, người chị em làm việc cùng tôi ngày nào cũng tự đặt mình vào nguy hiểm để đến nơi xin tôi tư vấn về công tác của hội thánh. Người chị em đó thật sự không có quyền tắc lẽ thật cho việc gì. Các anh chị em tỏ ra coi thường chị ấy, nghĩ rằng mối thông công của tôi tốt hơn và họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận để chị ấy lãnh đạo đúng là tôi đã mang mọi người đến trước mình thật rồi tôi càng nghĩ càng thấy sợ hãi khi nhận ra là mình đang lừa gạt mọi người như kẻ địch lại đấng trí và có ý định đưa họ đến trước tôi như thể tôi đang thiết lập vương quốc của riêng mình vậy càng lúc tôi càng nhận thấy vấn đề của mình đang trở nên nghiêm trọng đến mức nào chị nói rất đúng đó, tôi sẽ không nhận ra vô trương là vấn đề lớn thế nào nếu không được chị thông công, vì trước đây tôi cũng từng đắm chìm trong sự ngưỡng mộ của các anh chị em khác và còn tự ca ngợi mình. Tôi hiểu. Tôi đã đọc được thêm một đoạn lời nữa của đức chúa trời, ừ. giờ tôi sẽ đọc nha. À, được. Đoạn đó trong những ai vân phục đức chúa trời với một tấm lòng chân thật sẽ được ngài thu nhận. Ừ. Đức chúa trời phán phản nghịch nhất trong tất cả chính là những kẻ cố ý thách thức và chống lại đức chúa trời họ là những kẻ thù của đức chúa trời những kẻ địch lại đấng trí thái độ của họ luôn thù địch với công tác mới của đức chúa trời họ chưa bao giờ có một chút khuynh hướng đầu phục nào cũng chưa bao giờ vui vẻ đầu phục hay hạ mình họ tự đề cao bản thân trước những người khác và sẽ không bao giờ đầu phục bất kỳ ai trước đức, đức chúa trời họ tự cho mình là người giỏi nhất trong việc giảng đạo và là người khéo nhất trong việc tác động đến người khác họ không bao giờ vứt bỏ những báu vật mà mình đang sở hữu xem chúng như những vật gia truyền để thờ lạy để giảng cho người khác nghe và họ dùng chúng để lên lớp cho những kẻ ngu thần tượng họ thật sự có một số người như thế tồn tại trong hội thánh có thể nói những người như thế giống như là những anh hùng bất khuất vậy tạm trú trong nhà đức chúa trời từ thế hệ này sang thế hệ khác họ xem việc giảng đạo giáo lý là bổn phận cao cả nhất của họ năm này qua năm khác thế hệ này đến thế hệ khác họ lo thi hành mạnh mẽ bổn phận thiêng liêng và bất khả xâm phạm của chính mình không một ai dám đụng đến họ cũng không có một ai dám công khai trách cứ bọn họ họ trở thành những ông vua trong nhà của đức chúa trời họ áp chế những người khác từ thời này đến thời khác bầy quỷ sống này luôn tìm cách chung tay và phá hủy công tác của ta làm sao ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt của ta được ngay cả những người chỉ vân phục nửa vời cũng không thể tiếp tục đến cuối cùng chứ đừng đề cập đến những kẻ bạo ngược không hề có chút vân phục nào trong lòng này Amen. Khi vừa đọc được những lời phán xét nghiêm khắc này của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đang đứng ngay kia tuyên bố về kết cục của tôi. Tôi ngồi xuống đất toàn thân như tê liệt vậy. Tôi đã luôn lớn tiếng nói về hiểu biết theo nghĩa đen của tôi, về những lời của Đức Chúa Trời. Tôi lại còn dùng việc thông công giải quyết vấn đề của anh chị em làm cơ hội để dẫn họ đi sai đường lúc nào tôi cũng tự đề cao bản thân hơn nữa còn đề cao khả năng thông công lẽ thật của mình để cho mọi người luôn nể trọng tôi luôn cậy dựa vào tôi và phụ thuộc vào sự lãnh đạo của tôi thậm chí có người còn lầm tưởng tôi là đức chúa trời không phải tôi đang chiếm chỗ của đức chúa trời trong lòng mọi người như một kẻ địch lại đấng trích sao việc đức chúa trời nhập thể cứu rỗi nhân loại là cơ hội hiếm có và mọi người thật may mắn khi tìm thấy Đức Chúa Trời thật Nhưng tôi lại dùng cơ hội của mình Để thực hiện bổn phận Hồng thiết lập bản thân Vô tình cướp mọi người khỏi Đức Chúa Trời Đồng thời tôi còn chiếm lấy vị trí của Ngài Ở trong lòng họ Mọi người đã thật sự xem tôi là chủ của họ Mà quên mất sự nuôi dưỡng Dẫn dắt và phước lành của Đức Chúa Trời Tôi đã cướp đi cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi của các anh chị em Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng là mình có thể lúng sâu đến như vậy còn hành động như thể mình là người có thẩm quyền nhất ngày sau đó tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi và ân hận tôi thật sự căm ghét bản thân tôi đã cúi đầu thú tội trước đức chúa trời lại đức chúa trời con xứng đáng bị ngài rủa xả con đã và đang tự đề cao bản thân và phô trương thậm chí con còn đưa dân sự của ngài đến trước mặt con nếu sự công chính của ngài không thể hiện bằng cách đình chỉ bổn phận của con thì không biết con sẽ làm thêm bao nhiêu chuyện ác nữa con đã làm lãnh đạo được hơn một năm rồi và con không chỉ thất bại trong việc giúp người khác hiểu được ngài mà còn không để họ đến gần ngài thậm chí tự trở thành một vật cản nữa khiến họ càng ngày càng đi lạc đường con đã hại các anh chị em đó con thật sự không đáng được Ngài cứu rỗi Con không đáng được sống Bất kể Ngài trừng phạt con thế nào Con cũng thấy thích đáng Thời gian sau đó Tôi gần như lúc nào cũng chỉ khóc thôi Tôi cảm thấy như thể Mình thật sự đã mở cánh cửa vào địa ngục Sắp bị Đức Chúa Trời giặt trần và loại bỏ Tôi thậm chí còn hy vọng ngài sẽ loại bỏ tôi càng sớm càng tốt để tôi không phải sống cuộc sống chống đối ngài nữa trong cơn khổ sở đó tôi đã đọc được một đoạn lời của đức chúa trời ừ. để tôi chia sẻ nha ờ à, được nó nằm trong để phụng sự đức chúa trời nên đi theo con đường của fier đức chúa trời phán miễn là hiện tại các ngươi còn một chút hy vọng thì dù đức chúa trời có nhớ những vi phạm trước đây của ngươi các ngươi nên duy trì tâm lý nào tôi phải tìm cách thay đổi tâm tính của mình tìm cách biết đức chúa trời không bao giờ bị sa tăng lừa gạt nữa không bao giờ làm nhục danh đức chúa trời nữa hiện tại những điểm then chốt nào quyết định liệu mọi người có được cứu rỗi không liệu họ có hy vọng nào không điểm mấu chốt là sau khi nghe giảng đạo ngươi có thể hiểu lẽ thật hay không ngươi có đưa lẽ thật vào thực hành hay không ngươi có thể thay đổi hay không đây là điểm then chốt phải nếu ngươi chỉ thấy hối hận và khi ngươi làm mọi việc ngươi chỉ làm việc theo ý mình muốn và theo những cách cũ không những không tìm kiếm lẽ thật vẫn bám vào những quan điểm và lối thực hành xưa cũ và không chỉ hoàn toàn không hiểu gì mà còn trở nên ngày càng tồi tệ hơn thì ngươi sẽ không còn hy vọng và nên bị xóa sổ với sự hiểu biết nhiều hơn về đức chúa trời và sự hiểu biết sâu hơn về bản thân ngươi sẽ có khả năng làm chủ bản thân nhiều hơn ngươi càng biết thấu đáo về bản tính của mình thì càng có thể được bảo vệ sau khi chắc lọc những kinh nghiệm cùng những bài học ngươi sẽ không bao giờ thất bại nữa trên thực tế tất cả mọi người trên đời ai cũng có khuyết điểm chỉ là họ không đứng ra chịu trách nhiệm mà thôi tất cả mọi người đều có khuyết điểm có cái nhỏ có cái lớn có một số thì rất rõ ràng và một số thì rất bí mật một số người làm những điều mà người khác biết một số người làm những việc mà người khác không biết tất cả mọi người trên đời đều có những khuyết điểm và tất cả đều tỏ lộ một số tâm tính bại hoại nhất định như sự kiêu ngạo tự cho mình là đúng họ đều đã vi phạm đều chệch lạc trong công việc hoặc thỉnh thoảng phản nghịch tất cả những điều này đều có thể tha thứ được và không thể tránh khỏi bởi con người bại hoại nhưng một khi người ta hiểu lẽ thật thì có thể tránh được và có thể không vi phạm nữa và họ cũng không cần phải lo lắng về những vi phạm trước đó điều chính yếu là người ta có thực sự ăn năn hay không có thực sự thay đổi hay không những người ăn năn và thay đổi chính là những người được cứu rỗi những người vẫn mãi không ăn năn và không thay đổi thì phải bị loại trừ. Nếu sau khi đã hiểu lẽ thật, người ta vẫn cố ý vi phạm kiên quyết không ăn năn, hoàn toàn không chịu thay đổi, dù bị tỉa sửa xử lý hay cảnh báo cũng không có tác dụng. Những người như vậy hoàn toàn vô phương cứu rỗi. Ừ. Amen. đoạn lời này của đức chúa trời đã làm cho tôi rất xúc động và thấy cực kỳ tội lỗi tôi đã nghĩ đến tất cả những điều ác của mình tôi đã không thật sự ăn năn vẫn hiểu lầm đức chúa trời tôi thấy mình thật sự quá vô lương tâm và là một kẻ thiếu lý trí đức chúa trời không quan tâm ta bộc lộ sự bại hoại nhiều bao nhiêu mà quan trọng là liệu chúng ta có thể tiếp nhận lẽ thật và có thật sự ăn năn và thay đổi hay không đúng lắm tôi biết mình không được hiểu làm đức chúa trời thêm nữa mà phải bình tâm lại phải bắt đầu mưu cầu lẽ thật và thật sự tự kiểm điểm lại bản thân ừ. đó chính là cách duy nhất để thôi phô trương và thôi đề cao bản thân phải đó bất kể đức chúa trời muốn quyết định kết cục dành cho tôi là gì tôi cũng phải mưu cầu và bước vào lẽ thật mưu cầu sự thay đổi không chống đối và làm tổn thương đức chúa trời nữa ừ tạ ơn đức chúa trời đúng là một trải nghiệm khó quên đối với chị đúng vậy tôi đã không cảm thấy quá chán nản khi nhận ra tất cả những điều đó nữa và tôi bắt đầu tìm kiếm những lời liên quan của đức chúa trời ừ. sau đó có hai đoạn lời của đức chúa trời thật sự đã giúp tôi hiểu rõ hơn sự ngạo mạn của mình ừ. bây giờ chúng ta cùng đọc nha ờ ừ, được làm thế nào để biết bản tính con người Đoạn 1 đó ừ. à, Để tôi đọc cho Được Một số người đặc biệt tôn sùng phao lô Họ thích ra ngoài để diễn thuyết và làm việc Thích tham dự các buổi tụ họp và rao giảng Họ thích mọi người lắng nghe lời họ Họ thích mọi người tôn thờ họ Và thích mọi người xoay quanh họ Họ thích có địa vị trong tâm trí người khác và đánh giá cao việc người khác coi trọng hình ảnh họ thể hiện. Hãy cùng phân tích bản tính của họ từ những hành vi này. Bản tính của họ là gì? Nếu họ thực sự cư xử như vậy, thì cũng đủ cho thấy họ kiêu ngạo và họ tự phụ, họ không thờ phượng Đức Chúa Trời chút nào. Họ tìm kiếm một địa vị cao hơn. Mong muốn có quyền lực với người khác, muốn chiếm hữu người khác và có địa vị trong tâm trí người khác. Đây chính là hình ảnh điển hình của Satan. Các khía cạnh nổi bật trong bản tính của họ là kiêu ngạo và tự phụ, không sẵn lòng thờ phượng Đức Chúa Trời, muốn được người khác tôn thờ. Tất cả những hành vi như vậy có thể cho ngươi cái nhìn rõ ràng về bản tính của họ. Nếu trong lòng ngươi, ngươi thực sự hiểu được lẽ thật thì ngươi sẽ biết cách thực hành lẽ thật và vân phục Đức Chúa Trời và đương nhiên sẽ dấn bước trên con đường theo đuổi lẽ thật. Nếu con đường ngươi bước đi là con đường đúng và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi ngươi. Như thế sẽ ngày càng có ít nguy cơ ngươi phản bội Đức Chúa Trời. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác mặc dù bản thân ngươi không muốn vậy. Chẳng hạn nếu ngươi có tâm tính kiêu ngạo và tự phụ thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với đức chúa trời sẽ chẳng có kết quả gì ngươi không thể cưỡng lại nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi ngươi không chủ tâm làm điều đó ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình sự kiêu ngạo và tự phụ sẽ khiến ngươi coi thường đức chúa trời sự kiêu ngạo và tự phụ sẽ khiến ngươi xem ngài là tầm thường sự kiêu ngạo và tự phụ sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân sự kiêu ngạo và tự phụ sẽ khiến ngươi không ngừng khoe khoang về bản thân, sự kiêu ngạo và tự phụ sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình và coi khinh những người khác. Chúng sẽ khiến ngươi nghĩ rằng mình cao siêu hơn cả những người khác, lẫn Đức Chúa Trời. Và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải quy phục mình đòi hỏi mọi người phải sùng bái những suy nghĩ, ý tưởng của riêng mình và những quan niệm của riêng mình giống như là lẽ thật vậy. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người bị chi phối bởi bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ. Amen. Amen. Quả thật là đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời đã giúp tôi thấy rõ rằng mình đang đi trên con đường của kẻ địch lại đấng Christ. Và chính tôi đang làm tất cả những việc ác đó Vì tôi đã bị bản tính ngạo mạn của mình chi phối Những câu như Trên trời dưới đất ta là bá chủ Sống làm người hào kiệt Chết cũng ma anh hùng Chính là triết lý sống của tôi Trước giờ tôi cứ tưởng Có địa vị cao và quyền lực Và được mọi người dây quanh Là cách duy nhất để sống một cuộc đời vinh quang Những chất độc đó đã ngắm vào xương tủy len lỏi trong huyết quản của tôi rồi trở thành bản tính của tôi và khiến tôi cực kỳ kiêu ngạo. Tôi đã luôn muốn được thống trị những người khác và là tâm điểm sự chú ý. Tôi đã học được một chút giáo lý để phô trương với mọi người. Để mọi người lúc nào cũng ngưỡng mộ tôi, luôn phải dây quanh tôi và lắng nghe tôi. Khi được người khác tôn vinh, tôi đã tỏ ra quá tự mãn Thậm chí tôi còn tự khen ngợi bản thân mình nữa Thật là kinh tởm mà Tôi đã không tự biết mình Và còn không biết được thực chất của mình là gì nữa Thật ra chút ít mối thông công giặt giảnh Và giúp anh chị em giải quyết vấn đề mà tôi có thể cung cấp Đều là nhờ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà thôi Tôi đã không biết công tác của Đức Thánh Linh Vì vậy tôi nghĩ mình thật sự có năng lực Và có thực tế lẽ thật tôi đã phô trương bản thân một cách cực kỳ trơ trẽn sự thật là những người có thực tế lẽ thật sẽ không bao giờ liên tục nói về giáo lý mà họ sở hữu sự hiểu biết thật sự về thực chất bại hoại của họ và sự công chính của đức chúa trời ừ. những người đó sở hữu nhân tính và lý trí bình thường phải họ có thể phân biệt giữa cái gì là uh, công tác của đức thánh linh và cái gì mới chính là phóc dạt của họ ừ. Họ thật sự tôn cao cũng như làm chứng cho Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ luôn sống trước Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết sự bại hoại của họ. Ừ, phải đó. Họ tuyệt đối không bao giờ trơ trẻn và phô trương giống như tôi. Tôi đã nghĩ đến việc Phao Lô thích được ngưỡng mộ như thế nào. Ông đã luôn tập trung rao dạng các giáo lý cao cả, cũng như là kiến thức kinh thánh và tận học. Khi được mọi người ngưỡng mộ và tung hô, thì ông đã trở nên cực kỳ ngạo mạn. Thậm chí ông còn nói, vì đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Nói vậy tức là mạo danh Đức Chúa Trời, làm chứng cho việc mình là đấng Christ và xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời. Nên ông ta vẫn đang bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Không phải niềm đam mê những gì tôi mưu cầu và con đường của tôi cũng giống như của Phao Lô hay sao? Vào lúc tôi nhận ra được điều đó, tôi thậm chí còn sợ hãi và hối hận hơn tôi có thể cảm thấy sự công chính của đức chúa trời không dung thứ cho sự xúc phạm tôi cảm thấy thật sự kính sợ đức chúa trời lắm tôi cũng nhận ra rằng việc theo đuổi sự ngưỡng mộ và sùng bái là một tâm tính sa tăng và đang chống đối đức chúa trời đúng vậy trước đây tôi nghĩ chắc là mình chỉ hơi hời hợt và ham thích được chú ý đúng vậy nhưng mà bây giờ tôi thật sự có thể thấy rõ điều này hơn Đó chính là sự kiêu ngạo bên trong tôi Tôi không hài lòng với việc mình chỉ là người bình thường Giống hệt như thiên sứ trưởng vậy Tôi luôn muốn được mọi người tân bốc Nghĩ lại thì đó không phải là nhân tính bình thường Chính xác là vậy Vậy thì chị đã xử lý như thế nào khi lại có ham muốn cô Trương? Lúc đó tôi đã thu thập rất nhiều lời của Đức Chúa Trời về việc tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời và đọc chúng bằng cả trái tim. Có hai đoạn lời đã khiến cho tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chúng ta cùng xem một video về chúng nha. À được. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Khi làm chứng cho Đức Chúa Trời, các người nên chủ yếu nói nhiều hơn về cách Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt mọi người những thử luyện nào Ngài sử dụng để tinh luyện mọi người và thay đổi tâm tính của họ. Các người cũng nên nói về việc sự hư hoại đã được bộc lộ bao nhiêu trong trải nghiệm của các ngươi. Các người đã chịu đựng bao nhiêu và các ngươi cuối cùng đã được Đức Chúa Trời chinh phục như thế nào. Nói về kiến thức thực sự về công việc của Đức Chúa Trời mà các ngươi có được là bao nhiêu và các ngươi nên làm chứng cho Đức Chúa trời và đền đáp tình yêu của ngài như thế nào. Các ngươi nên đưa thực chất vào loại ngôn ngữ này, trong khi diễn đạt nó một cách đơn giản. Đừng nói về những lý thuyết chống rỗng, hãy nói thực tế hơn, nói từ tấm lòng. Đây là cách ngươi nên trải nghiệm. Đừng trang bị cho mình những lý thuyết chống rỗng, có vẻ sâu sắc cố để phô trương Làm như vậy khiến người trông khá kiêu ngạo và phi lý Người nên nói nhiều hơn về những điều có thật Từ trải nghiệm thực tế của người Mà chân thật và từ tấm lòng Điều này có lợi nhất cho người khác Và phù hợp nhất để họ thấy Nếu với tư cách là lãnh đạo Hoặc người làm công của hội thánh người phải dẫn dắt những người được đức chúa trời chọn bước vào thực tế của lẽ thật và làm chứng đúng đắn cho đức chúa trời điều quan trọng hàng đầu là hướng dẫn mọi người dành nhiều thời gian hơn để đọc lời đức chúa trời và thông công lẽ thật sao cho những người được đức chúa trời chọn có thể có kiến thức sâu xa hơn về mục đích của đức chúa trời trong việc cứu rỗi con người và mục đích công tác của đức chúa trời có thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và các yêu cầu khác nhau của Ngài đối với con người. Bởi đó, cho phép họ hiểu lẽ thật. Khi ngươi thông công và giao giảng, ngươi phải chân thực và đừng thỏa mãn với việc lặp lại những lời lẽ học thuyết. Khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải tập trung vào việc thực hành lẽ thật mà ngươi hiểu. Và chỉ khi ngươi thực hành lẽ thật thì ngươi mới thực sự hiểu được lẽ thật. Khi trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, ngươi chỉ được truyền đạt những điều ngươi biết. Đừng khoa trương, đừng cường điệu, đừng đưa ra những nhận xét thiếu trách nhiệm và đừng đơn thuần lặp lại những lời lẽ học thuyết. Nếu ngươi phóng đại, mọi người sẽ khinh ghét ngươi và sau đó ngươi sẽ cảm thấy nhục nhã. Điều này quá là không phù hợp. Amen. <laughs> đọc được những lời đức chúa trời này đã cho tôi một con đường thực hành thực sự ừ. việc làm chứng cho đức chúa trời không chỉ là đọc lời ngài cho mọi người và khuyên bảo họ phải thực hành lời của ngài hay là chia sẻ một số lý thuyết nghe có vẻ cao cả để dạy cho mọi người mà đó chính là thông công về ý muốn và yêu cầu của ngài và chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về lời của ngài ừ. chẳng hạn như ta đã bị lời ngài phán xét và hành phạt như thế nào và ta đã tỏ lộ sự bại hoại gì, lời đức chúa trời đã dạch trần ta ra sao và ta hiểu lời ngài như thế nào? Cách ta đưa chúng vào thực hành ngay sau đó, ta đã học được gì về công tác và tâm tính của đức chúa trời. Ừ. Tôi chỉ thao thao bất tuyệt về lời đức chúa trời mà không nghĩ đến việc thực hành chúng ở trong đời thực. Trong suốt bao nhiêu năm, tôi vẫn không thay đổi để tốt hơn mà ngược lại chỉ càng thêm ngạo mạn tôi đã tự hại bản thân mình và thậm chí còn lừa gạt người khác lúc đó tôi nhận ra mình phải tập trung vào việc thực hành và lối dạo của mình và tìm kiếm ý muốn của đức chúa trời nhiều hơn phản tỉnh về lỗi lầm và sự bại hoại của tôi nhiều hơn tôi phải biết vị trí của mình và dùng trải nghiệm hiểu biết của mình về lời đức chúa trời để làm chứng cho ngài ừ, tạ ơn đức chúa trời sau đó khi thông công về lời đức chúa trời tôi cảm thấy trong lòng có nhiều sự tôn kính hơn, và tôi đã không còn dám phô trương sự hiểu biết theo nghĩa đen của mình nữa, à, mà chỉ chia sẻ trải nghiệm của bản thân. tôi chỉ nói về những gì mà mình hiểu thôi. tôi không quan tâm hay nghĩ đến sự ngưỡng mộ của người khác nữa. tôi chỉ muốn nói tất cả những điều gì thực sự làm chứng cho đức chúa trời. Ừ. khi chia sẻ sự hiểu biết của mình thì chắc chắn tôi sẽ dâng mọi vinh quang lên đức chúa trời. Nói rằng đó chính là sự soi sáng của Đức Thánh Linh Chứ không phải phóc dạc của tôi ừ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ được ngưỡng mộ Hễ khi nào được khen ngợi Tôi liền thấy lo lắng Và dội dàng làm chứng cho Đức Chúa Trời Để mọi người biết Đó chính là nhờ công tác của Đức Chúa Trời Hay quá Tôi không còn tự mãn Hay là tự thấy hài lòng với bản thân như trước nữa Tạ ơn Đức Chúa Trời Tất cả đều nhờ vào sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời Đúng đó khi làm như vậy tôi cảm thấy vô cùng thanh thản và tôi đã trở nên gần gũi với đức chúa trời hơn ừ. nó cũng dạy tôi rằng điều tôi cần đạt được trong bổn phận chính là lẽ thật và hiểu biết về đức chúa trời chứ không phải sự ngưỡng mộ của người khác tôi ghê tởm sự khao khát được khen ngợi trước kia của mình và cảm thấy xấu hổ về điều đó lắm bây giờ tôi đã thật sự hiểu được rằng bất kỳ chút hiểu biết và thay đổi nào mà tôi đạt được đều là sự cứu rỗi đức chúa trời dành cho tôi tôi chân thành cảm tạ đức chúa trời tạ ơn đức chúa trời ừ.